Chiều ngày 21 tháng 9, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, rạng sáng cùng ngày, đơn vị bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hòa Cầm thuộc tổ 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, phát hiện 14 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đó là ma túy loại ketamin và thuốc lắc do họ góp tiền nhau mua rồi thuê phòng và tổ chức sử dụng. Qua test nhanh, phát hiện 13 trên 14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện thu giữ tại phòng trọ Lê Thị Lệ Thủy và Phan Thanh Huỳnh ở phường Thủy Lương đang cất giấu 230 viên nén ma túy loại methamphetamine có tổng trọng lượng hơn 22,8 gram. Số ma túy này do đối tượng Huỳnh mua để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục điều tra mở rộng.